Nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Người Khuyết Tật Việt Nam 18 tháng 4 1998, 18 tháng 4 2023, sáng nay, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin người khuyết tật và Bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo vật chất tinh thần cho người khuyết tật, nạn nhân da cam và người già yếu trên địa bàn tỉnh. Tại xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin người khuyết tật và Bảo trợ xã hội tỉnh đã tổ chức tặng 100 phần quà trị giá trên 100 triệu cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Vũng Liêm và Trà Ôn. Tôi không thấy được, không làm gì được, cũng sống nhờ vợ con. Nguyên ngày 18 tháng 4 tặng quà vậy thì tôi rất mừng. Cũng trong sáng nay, tại Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh, hội cũng đã trao 50 xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật và trao tiền hỗ trợ phẫu thuật mắt cho 70 trường hợp bị đục thủy tinh thể. Tổng giá trị phúc lợi chăm lo cho người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam đợt này trên 750 triệu đồng do hội vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ. Các ban ngành ở đây đã tặng giúp tôi một cái chiếc xe lăn này để tạo điều kiện cho gia đình cũng như tạo điều kiện cho chính bản thân tôi. Tôi rất cảm ơn rất là nhiều. Đối với những trường hợp người khuyết tật già yếu, neo đơn, không đi lại được, hội đã tổ chức đến tận nhà để thăm hỏi và tặng quà nhằm san sẻ yêu thương. Kỷ niệm 25 năm ngày người khuyết tật Việt Nam, tỉnh hội đã chỉ đạo về chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, chỉ đạo cho hội ba cấp vận động quà hỗ trợ cho đối tượng là người khuyết tật, rồi vận động học bổng để hỗ trợ cho học trò là người khuyết tật hoặc là con của người khuyết tật, hỗ trợ sửa xây nhà cho đối tượng cũng như là hỗ trợ các phương tiện xe lăn xe lắc giúp cho người khuyết tật và các trẻ khuyết tật. Thời gian qua, hoạt động chăm lo hỗ trợ người khuyết tật luôn được các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội quan tâm tích cực, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người khuyết tật, đồng thời tạo thêm động lực để người khuyết tật vượt khó vươn lên.